chào các bạn. Mình lại đi xem con IK60 của Robenco các bạn ơi. Đang múc đất đắp bên hông be lên bề ngang 1 mét mà, mét mấy. Để bơm cát các bạn. Tấn lệ các bạn ơi. Dục xích luôn rồi các bạn ơi. Rồi tự gắn vô luôn nha. Đó, xe cút cho tự ra giờ gắn xích nha các bạn. Bị dục xích rồi các bạn. Tôi sẽ xuống nhắm hướng, nhắm cái coi gắn kiểu nào nha. Cái đó nó đâu cần móc lên. Cái đó đâu cần móc đâu, nó nằm ở chân ranh rồi. Nó lắp lắp lên rồi. Xúc luôn hả? Xúc luôn hả? Vô rồi đó.
gắng vô các bạn. Tiếp tục múc lại nha.